Châu cơ mà. Bảy Vân Châu. Râu nó đi cày. Không. À, con râu đi cày à? Cái gì nhỉ? Người ta gọi là cái gì nhỉ? Đi làm cái gì nhỉ? Ý là đến mùa cày con râu nó đi cày. Bùn gỗ, ai bảo? Ai bảo? Có phải con không biết? Vậy ai nên có cày không? Có. Cày ruộng hay cày đường bằng cày ruộng? Ơ, sao mẹ hầm thế nhỉ? Bữa nay thì không ấy một cái kia, nãy không một cái này, giờ không một rồi. Cứ đôi vậy, cứ lấy hai hết vậy. Mẹ cái kia nãy vậy nó bị cắt rồi. Vậy thì cái đầu kia mẹ phải lấy một trước. Mẹ vài một mẹ ăn. Lấy một đầu tiên trước xong rồi lại là răng hai. Để đến cuối thì quên mua lại cái kia nó bị cắt vẫn đâu mẹ rồi. Bảo cái bạ giường. Bạ giường về cái mẹ giường thì nó có đéo mà nó to thế nào nó làm được. Gọi là cái để thang. Kéo vào là cái mẹ giường.